What Hello, xin chào các bạn đã đến với phần tiếp theo của 7 Days to Die. Thì hôm nay đồng hành với tôi vẫn là Lực Gover. Và bây giờ chúng tôi quyết định đi phiêu lưu tiếp và để lút thêm những cái small engine để mà chế tạo xe thêm. Thì bây giờ chỉ có một chiếc xe thôi nên chỉ có một người chạy được. Một người đi bộ mà xe chỉ để dạng như là để chứa đồ. Không biết hai là cái ti chế ra cái đồ áo giáp kìa kinh ơi. Ta nói Nãy mày học giờ đã nói mày học xong cái ấy là mày được nhiều lợi lắm. học xong cái gì? Trời, mày xe chạy nhanh hơn đi bộ chả nhiêu. Học học cái chế tạo nung đó, là nung đó. Đồ nung mà. Chế theo những cái giảm tàu vô quá trời. Tới giờ đồ chế cho. Thôi đi lên đường lượm mấy cái này đi. Tí nữa có gì cần Chỉ rồi nó báo. nằm giữa đường vậy, ai giết nó vậy? Nó chết mẹ rồi mà. Tăng sát không mà. Không, chắc cái này là tụi Warden vô giết rồi. Tụi ai? Tụi Warden nó mà chích đó. Magic à? Em mà ông chờ nữa. Từ ba lô này có đồ gì không? Xe chạy chậm vậy Nói đó. đến cái này. Chỉ được cái là chạy nhanh hơn chạy bộ, nhưng mà được cái là không có mạng thôi. Canty tí nữa đi qua cầu cẩn thận nè, có hai cái lỗ á. Đập xăng tôi lấy rồi Xăng vô đồ đổ xăng được không? á. Hả? Rút xăng thêm được không? Tôi lấy rồi, hôm qua mới lấy mà. Mày lấy gì trong đó? Thì xăng, một bình xăng. Còn bên kia lắc, còn bên kia lắc. Đâu? Nó chạy chạy xe mà cái đầu cắm xuống đất không vậy bà đó, cái bình kia, hai bình kia để đi đâu ra. Đâu? Cái này bình dầu mà ô liu Đậu, mà. lấy đi lấy đi lấy này về chế được xăng ấy Ê, nha bà. mày Rom trong đâu? ở đâu, nghe tiếng rom Chắc đằng sau. mỗi vô xe chạy có bị rớt nó không này. Thì tao nhìn cho chứ mày. Cái gì vậy, bị gì vậy? Ủa sao bị lắc Cái rồi? tay lắc nè. Ui Hai bây giờ thằng nghe rồi. phù 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 rồi. Không có nhiều quá ảnh lấy sai ấn không? Coi chừng ai lỗ kìa. Nghe rồi. Đó. Thấy không? Chạy qua cái tàu bị lủng mà. Lủng. Tí nữa xài lại. Tí nữa ráng ráng mình kiếm đồ xanh lại đi. Tôi không cháy. Rồi. Ấy nhìn cái tướng mà đi giống như đi xe đi chợ vậy á, lái xe đi chợ vậy á. Xe chạy ra đây nhớ nhớ Charlie ngày xưa. Vì chiếc Charlie nhỏ nhỏ là Cali à. cố gắng tìm một small engine để đạp thêm mấy xe này lốt hết chưa. Lúc rồi MT đâu rồi. MT nè. Ở dây cáp nè, cái tí nữa. Lâu lâu lắm dây cáp để chế xe. Giấy nè. Từ từ chắc mấy cái này nó hồi sinh lại đồ cung nè. Cung 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 sắt này cũng ngon. Ui, gì đây? Cái battery nè, và lại một cái Sao mày kiểu lốt hết rồi thằng. Ủa sao chắc mày nó hồi sinh lại chứ không? Tao nhắm mà trước lúc rồi mà. Vậy 44 Ê, mấy cái này mình là Magnum mấy cái đồng xu, mấy cái đồng này về lắp được ráp đồ nè. băng keo này không, đây là nó băng keo thôi không. Đó, ráp đồ nè. Sao mấy cái này nó hồi sinh lại gớm rồi. Vậy tao dục cái gì, tao dục cái gì ra vậy? Thịt thỏ nè, bia nè. Ok, đây. Cái đó có thể chơi đạn được đạn. Mấy cái Iron Strip á, chơi được đạn. Giờ mình tới chỗ thị trấn Ken. Ken, hồi nãy có mang theo giường không? Không. Phải cái đại. Thời điểm này chắc phải vô trong thành, vô trong cái Ê, bệnh tông tông viện. cái gì vậy, tông cái gì vậy? Ủa Chắc phải đi vô cái bệnh viện mà lấy cái giường cắm không? sao đâu, có gì nè, ở đây có gỗ nè, chặt gỗ đi. Không biết đồ nó respawn cho ta 9 ngày rồi, chưa chưa 9 ngày mẹ rồi. MT Để tao làm cái Ủa, làm gì vậy?
Một bon. Sau khi học được cái cuốn sách Kết mạng. làm thợ rèn mà chúng ta có thể sử dụng được, làm được rất là nhiều thứ, không phải là dạng vừa Tôi đâu. cho cái này đào giùm mấy cái lá này. Tôi quanh đây theo mấy cái đồ dụng cụ. Lá gì ạ? Stick của lá để tao làm cái rìu. Ấy Mà tao quanh đây dụng cụ. Không có đá rồi chứ thôi kiếm mấy con ồ máy quên, nhỏ tí nữa nhỏ tao về đó. tao chế mấy cái rìu sắt rồi sai. Ủa, đá rồi. Đây, đá nhỏ đây. Kệ sao đây đi đá. À, tao level 16 rồi, chế độ nhiều quá lên level. Tao level mấy đây? Level 9. Chế độ nhiều lên level nhanh lắm. Hôm trước có cái supply đằng kia kìa. Cái này nè, đi Mày mà hết nó rồi thấy. gì? Là hết rồi, tao thấy mà từ mà trong cái thành phố kia mà thấy ra ngoài này luôn. Sáng còn zombie rồi không? Trước tao giết rồi. Trộm trộm. Stop kìa. À, bây giờ trình độ bắn nỏ của anh lên lên trình. Đó, À, mấy cái súng anh này cũng bắn kinh hầu hư lắm. lắm, nó ít dùng súng. Hả? Anh cũng bắn kinh này, vừa bắn cái sò đứng từ xa bắn đó. À, anh diễn đâu vậy là dẫn đường vậy? Phía trước. Má đi xe này do nó Cái kéo nơi đến này tôi lúc không? rồi nghe. Nơi này tôi cái nhà này tôi lúc rồi. Tôi thấy xác rồi nó nhô lên nó bị thấy. Con gì của em? Heo rừng. Bắn heo rừng lấy mỡ kìa lực. Tao đi ngang qua cái zombie đó, khổ lắm. Đó, thấy chưa? Một hit chưa? Cái trình độ mà chưa? Đó, thấy chưa? Tao bắn á. Ghê. Như nè. Ôi, ê, Ủa nó ê, spawn ra kìa. respawn. Đó. Ngay đầu bắn một kìa. Ơ cậu bị lỗi hả? Tao bắn mà. Không tao nè. Ok ngay cái mặt luôn, bắn không, bắn không trúng. What the fuck? Hồi nãy keo bắn giỏi mà. Này bắn tao, bắn tao nhắm bắn trúng bắn cái một chết. Giờ Thôi lại chạy kế kê tiếp, ngay chạy mặt chạy luôn. chạy 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 chạy. Thôi chạy 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 lấy xe chạy lấy. Lấy xe chạy đi ông nội, nó Xe bắn dòm nữa. heo. Trong nhà này nhiều lắm. Phải không có chuyện đặt mà chứ. Cái con mập này bị lắc rồi. Tôi bắn mà nãy giờ mấy cái luôn y vậy. Mày tao chế Đó, đi năm, sót kìa. tao chế một cái đống lận mày lo gì. Tao chế Cái năm đạn mươi mà mấy đóng mà. viên Gì? Chắc sao cái bãi diễn. năm mươi mấy viên Thế có súng gì không? Đấy cả. Súng một Magnum. súng rifle. Tao tao dùng Magnum không à, mà Magnum gọn ngắn mà nó mạnh. Đây. Kiếm mấy Ê, dùng bị đây lút lút rifle lút coi. mấy con y tá thôi, lút con y tá nè. Có thuốc đó. Không có đồ đâu, nãy tao làm lúc rồi. Giờ đi săn cái súng ống này đủ rồi, mà súng mấy cái súng này mình chế từ mấy cái đồ mà dạng như sắp hư ra không, mà đâm ra nó mau hư quá, mới bắn có mấy viên mà gần cửa cày của Từ có mấy cái có mấy dùng cái đốt. nỏ này nè là Đây, tao bốn chế nhiều, cái. mà bây giờ chế được đồ tím rồi bắn nó bền, Từ. chế đồ tím Ui. mà nó bền. Còn lút mấy cái này có sách. Cái nỏ này bắn kiểu gì khó bắn quá. Hồi nãy tao bắn cùng Đứng hồi nãy gần thì tôi không nói, đứng xa kìa. hồi nãy tao bắn bằng nó này thì sót đóng này. Đứng xa kìa, đứng xa như chỗ tao kìa. Đứng gần thì không nói. Ê, ghé đây hai 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 có tòng để làm trung mũ này được rồi. Hai này, hôm nãy đủ 6 cá là đủ rồi. Mấy 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 cái ba trắng này. Hai đi. Ê, hình như là bây giờ tự nhiên nó Gì vậy? Sắp mưa hả? Tự nhiên ơi, trời nó sáng bất chợt vậy. thường thường á là sao cái rìu của tao nó chuyển thành 1K mà kênh tay là sao
Màu cam là sao? Màu cam có nghĩa là À, màu thường cam thường là xịn hơn rồi. À, mới đầu là thường là màu xám. Mày mày màu mày xám. level mày càng cao là mày chế ra đồ đồ bền của nó càng cao, mày hiểu không? Chứ không phải là mình chế càng nhiều nó càng cao à? Không, mày level mày chế càng nhiều đồ thì level mày tăng, mà level mày tăng thì mày chế đồ 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 đồ, đồ bền, đồ bền càng cao. Mà đồ bền màu tím là cao nhất. Có mấy món tao chế được màu tím rồi nè. Giờ lấy Ok. làm Rồi chơi tối ngủ. Không mấy con hòa này chưa túi biết chơi ngủ, túi ngủ là da mà đâu, nó cần da. sleeping Tôi bag mà. đâu, tối ngủ là cần cái lót of mình. Tao chế hoài cả. Rồi, lót rồi. Cái nào hả? Tôi ngủ là sleep in bed đó. Đây nè, cần 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái cloth fragment. Da Rồi, mà tao có tôi ngủ rồi. à, ủa tao thiếu Cloth fragment tao thiếu là ờ phải vải, phải phải vải vụn. What the fuck man. phải chế từ mấy cái kia làm như nào, Chế cái gì? chế mấy cái clock này. Cái cloth là từ cotton ra, cái cotton mới lụm đó. Còn Cái đâu hoa đó, cái hoa trắng trắng đó. Mày vô phần tìm kiếm cái chữ search đó, mày gõ chữ cloth ra là ra cái gì. Nè, hoa này hả? Để hái thêm để làm cloth, để làm băng. nó kêu là custom seal là Đó, sao? có tâm là mấy hoa màu trắng nè. Ờ thì tao hái hái mà nó không hiện ra cái đó. Mày bị lắc cái gì? Này nó hiện ra cái gì đây? Custom seal. Cotton sheet là cái là dạng như là cái hạt giống để mà trồng cái hoa cotton này thôi. Ủa, thế này làm sao kiếm được cái đó? Là Vãi. sao? Cái hoa cotton này hối mày hái lên là thành chữ cotton nè. Ở đây mẹ từ nãy giờ tao đập bơ Bạn đi. à, nào Ấm biết e hái thôi, mày đập là thành hạt giống mày. Quả thân niên. Chờ 9 ngày, tồn tại được 9 ngày trong đây rồi mà giống như ông ngáo. mình sống trong sa mạc mình đâu có sống ngoài đây đâu, tao của tao đâu có nhớ được cơ. Mấy này quan trọng mà ông thần. Để cho Để làm có sao tôm ta? nó thể mà chế được bằng bằng những cái bằng cầm máu ơi quá trời. Đây rồi. Má. Rồi ok. Ném mấy cái custom đi. Em Đây. chị mà chế ra thành cái cloth luôn để làm cái băng cầm máu. Đã thành niên phí vãi đái. Tao có băng rồi mà. Sáu cái Vô mà băng đây, bốn cái luôn băng đây. lỡ đi xa còn có cái nữa. Mình kiếm nậu trong cái thu thành phố này một đống thời gian rồi, cần gì? Sleeping. Rồi. Sao Giờ mình mình lắc quá vậy? sẽ cắm trại cái xe phía sau mà. Chết Ấy giờ ông này em bắn trượt, mình bắn khí sọt chắc. đâu, tao bắn cái sọt ông thần. Mình tỏ mấy khí sọt rồi. Nè, lên này cắm cái giường này. Lên ngay trên đỉnh luôn á, cái giòn. Cuối cùng nó dễ bắn cái nỏ đó. Để cái nỏ nó cái tâm rùa của nó bự lắm. Dừng xe, dừng xe, dừng xe, dừng xe. Ủa cái nhà này giống cái nhà đợt tao với Ngô Tê với nhà Mỹ Tuấn ở đây nè. Xuống xe. Cắt cái giường trong này. Có giường ở đâu? Cắt giường lên trên À, đỉnh này. spawn gần xe nè. Ừ, cắt giường Đây đỉnh nè, này ngay gốc an cây toàn. này được rồi. Đi đâu xa vậy, ngay gốc cây này nè. Được rồi. Giường rồi. Đây. Rồi. Phải cái giường nó nằm mà xuyên đất luôn. Phải. Ok, giờ cắt đồ vô trong xe của nó thì chờ chờ giờ Rồi, chờ mất công dụng thử mà còn mất lắm.
thử ném một cái vớ vẩn vô không?